xin chào tất cả anh em, mình là LTL đây, đẹp trai MS03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh Ngô Thế Ngọc của mình anh em ơi. Thì ok, thì sau một ngày anh em ạ, thì hiện tại bây giờ đang là 8 giờ rồi anh em ơi, gần 8 rưỡi rồi anh em ạ. Thì nó đã hẹn mình là cái thằng hacker hôm qua, thằng 2K12 rồi anh em, nó hẹn mình là hôm nay nó ra nhà mình để nó trả mình ạ. Nếu mà lấy được thì nó trả, còn không lấy được thì nó sẽ thông báo cho mình anh em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ ra xem liệu nó có ra chưa anh em ơi. Mình nghĩ là tầm này nó đang chuẩn bị ra rồi đấy anh em ạ. À đây đây đây, ui dồi ôi. Ba đứa luôn anh em ạ. À đây đây đây, thằng hacker đây rồi anh em ơi. À, ai à, ai à, uy tín đấy, rồi. Rồi, đứng đây quay nhá. Đây, hai thằng nào đây? Em là vệ sĩ. Vệ sĩ à? Thằng này có cả vệ sĩ cơ à? Ôi. Mày sợ chúng nó con bát mày đúng không? Bởi vì lấy ác giỏi quá đúng không? Đúng rồi. À, của hai thằng vệ sĩ luôn. Ôi, này mình sợ toạng anh em ạ. Thế mày lấy được ác chưa anh nhờ? Lấy được rồi. Lấy to lên. Lấy được rồi. Lấy được rồi đúng không? À, nhưng mà chắc chắn không đây? Chắc rồi. Được đấy. Look at this dude. Đây, đây à? Ở dưới đây? Thật sự cái cô này à? Mà cái này à? Được đấy, phải có tiền để mày còn ăn uống đúng không? Không phải lấy đồ quen này đúng không? Vâng. À, thì ta tiền 50.000 thôi anh. 50.000 á? Vâng. Ngày nó còn muốn cả 50.000 anh ạ. Thôi thôi, để đúng rồi đấy, để anh đi vào đấy ạ. Anh em đợi mình xíu. Mình vừa lấy 50k rồi anh em ạ. Mong 50k mà lấy được ạc thì cũng ok đấy. À, thằng nào cầm tiền nhỉ? Vệ sĩ à? Này mày có đưa vệ sĩ cầm không? Mày cầm luôn à? Mày sợ vệ sĩ lấy à? Đây đây, tiền trao trả búc. Đưa ạ đây. Đưa đây, mỗi thằng cầm cái. Mày đi đâu đây? Ok được rồi, anh về đăng nhập cũng phải hơi mệt đấy. Ok ok, rồi anh em ơi. Cuối cùng là mình cũng đã lấy lại được ạ của anh ạ. Thôi bây giờ về đăng nhập thôi. Đừng có đòi tiền nữa nhá. Không. Đấy ok ok, đi rồi đi. Ok anh em ơi, thì mình đã đăng nhập thành công vào ạc của thanh niên hacker lấy lại được cho mình anh em ơi. Thì mong là vào được thật anh em ạ. Gì vậy? Cái này bí kíp tân binh sẽ nhận đồ tân binh là như nào? Ô, cái gì vậy? Ạc mình làm gì nhận được bộ đồ đâu? Ôi thì toàn rồi. Ôi nó cho mình con ạc nữa một luôn này anh em. Uầy. Bị lừa rồi anh em ơi, bị lừa mất 50.000 rồi. Mẹ mình bảo khoái, tại sao cái thằng này nó không xấu mặt anh em ạ? Trời ơi. Và ra là ạc của mình em ơi. Và ra là ngừa mình em ạ, nó bịp mình em ơi. À, cày thế nhỉ. Bảo quá mình bảo nó bỏ mặt nạ ra, nó không bỏ mặt nạ ra anh em ạ. Trời ơi, thế là mất 50k ngu rồi anh em ơi. Trời ơi, mình biết ngay mà. Trời ơi, anh em nhìn con ạc này. Nhà vào một mới tạo anh em ạ. Mới tạo luôn, 50k mà đổi được con ạc này. Và chửi anh em ơi, đây đúng nhà vào một nó này. Chưa chơi trận nào này anh em ơi. Đó anh em thấy chưa. Ngu người thực sự anh em ạ. Mình cứ nghĩ là thanh niên này có thể lấy được ạc cho mình cơ, nhưng mà trời ơi, con ạc này thì chơi bời cái gì. Thôi mình cứ chơi bừa một trận, mình nói chuyện với anh em ơi. Ok anh em ơi, thì mình đã vào thành công trận đấu anh em ạ. Nói chung là rất là buồn anh em ơi, buồn rớt nước mắt anh em ạ. Đấy, vừa mất ạc và bây giờ lại còn mất thêm cả tiền ngu anh em ơi. Mình bảo quái, tại sao thằng đấy nó lại đeo mặt nạ, nó bảo đi học nó cũng đeo, thì mình đã bắt đầu thấy sai sai rồi nha. Mà thằng 2K12 làm sao có thể lấy được ạc. Nó học hành cái gì đâu mà nó biết lấy lại được à? Thế mà mình vẫn tin rồi anh em ơi. May là con lạc này nó cho mình còn chơi được chế độ tan tăng chiến. Nhưng bây giờ mà không chơi được cái gì thực sự luôn, mình không biết là quay cái video cho anh em xem được hay không đây. Buồn vã chửi anh em ạ. Bây giờ tôi. Mày bắn ai đấy hả mày? Mày bắn ai một tặng bị mong đốp kìa anh em ơi. Cày thế nhỉ. Ok không sao anh em ơi. Nói chung là phong độ là lớp thời đẳng cấp là mấy mai anh ạ. Tuy con ạc em level thấp nhưng mà mình sẽ cố gắng bán hết sức nha anh em ơi. Vẫn phải cố gắng cho anh em một clip thật là hay. Mình sẽ cố gắng đứng đầu cái game đấu anh em ơi. Trời ơi anh em có kế sách nào để mình lấy lại được ạc hay không đây anh em ơi. Chứ mình buồn quá rồi anh em ạ. Trời ơi là trời. Ok. Bắn khỏi này thì mình cũng bán được rồi anh em ạ. Cứ mình đi anh em ơi. Cố gắng bắn thật hay chứ bây giờ mà không ạc đều mà bắn ngu nữa thì anh em chửi mình chết. Úi giời lại hai thằng bắn kìa. Trời ơi ôm. Đứng. Làm gì căng đi anh. Toàn mình ơi. Quả này thì chịu chết rồi. Nó cứ đục keo như thế thì ai mà đỡ được. Rồi ok không sao. Mình sẽ cố gắng hết sức nha anh em ơi. Ôi chẳng hạn bạn hay quá anh em ơi. ITV thì bạn hay quá. 8 điểm rồi kìa anh em ơi. 8 điểm rồi anh em ạ. Căng thế nhỉ. Ok. Mong là trận này mình sẽ bắn được cái khẩu súng nào. Khẩu súng tủ của mình nha. Bây giờ mình sẽ cầm Mark 7 nha anh em ơi. Mark 7 với cả Thompson. Hai khẩu súng mình rất là thích, thích bắn anh em ạ. Nói chung là buồn lắm. Tuy vẫn chưa lấy được ạc nhưng mà mình vẫn phải ra clip cho anh em xem đấy. Bởi vì anh em lại bảo mình là
Anh NTL lười quá, không có ạc thì sao không mua ạc mới? Mày quên ạc mới thì mình không có kỷ niệm nên là mình không muốn mua. Thế nên là mình chỉ muốn lấy lại con ạc cũ của mình thôi anh em ạ. Kết 3 trận liên tiếp rồi anh em ơi. Trời ơi. Tâm trạng không vui đúng là bắn cũng không thể hay rồi anh em ạ. Buồn quá, mong là anh em đừng thua nhá. Anh em cứ tin tưởng mình những cái phút cuối đi. Mình sẽ cố gắng bắn hết cỡ anh em ạ, những cái giao đấu cuối cùng này. UMB và Sotgun nào, ok ok không sao anh em ơi. Anh em cứ xem mình bắn là bình tĩnh, mình sẽ không vội vàng như vừa nãy anh em ạ. Cứ từ từ anh em ạ, à đây đây. Một thằng, ok một thằng rồi nhá, một thằng rồi. Thằng nữa đâu? Hai thằng, ok chưa anh em ơi? 9 điểm nữa rồi anh em ạ. Anh em cứ tin tưởng mình bảo mà. Mình mà tập trung bắn nào cũng hơi bị căng anh em ạ. Chứ không phải vừa xong KS đâu nhá. Mình bắn thật thế, mình bắn với thực lực của mình anh em ơi. Ok anh em ơi, không sao không sao không sao. Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội anh em ơi. Hai trận nữa cơ mà anh em, hai trận nữa cơ mà. Hai trận nữa cơ mà. Cơ hội mở ra rất là nhiều anh em ơi. Mong ôi mà tao tấn 7 lên kìa, ngon 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 ngon, cũng là một khẩu súng tủ của mình em ạ. À mình biết vị trí của hai đứa đó anh em, mình sẽ móc đít của cái thằng này anh em ơi. Ôi, đã giết được một thằng rồi kìa. Ui, nhanh đấy nhỉ. À đây 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 đây. Anh em mày chưa, anh em mày nói chưa, anh em mày nói chưa. Mày mày nhắm xít à mày. Ui tui 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 tui. Càng thế anh ơi, bình tĩnh nào anh trai ơi. Anh trai đâu rồi? Anh đừng móc lốp em nhá. Anh móc lốp em đúng không? Nó kéo tâm kinh quá anh em ơi. Ok, trận đấu cuối cùng. Đây là một trận đấu cuối cùng anh em ạ. Trận này ai mà ăn được nhiều kill nhất thì người đó sẽ giành chiến thắng. Rồi ok, anh em yên tâm. Trận này mình được mua súng anh em ạ, thì mình sẽ mua khẩu MB nha anh em ơi. Đó, anh em không phải lo anh em ơi. Trận này mình chỉ cần ăn được 2 kill là mình sẽ đứng đầu anh em ơi. Đấy, tất cả hy vọng của anh em sẽ dồn vào mình là trận này anh em ơi. Rồi, bây giờ liệu mình có ăn được hay không, bây giờ mình phải đi công luôn anh em. Bây giờ mình chậm chế là chúng nó sẽ bắn nhau mất đấy. Công qua luôn, công qua luôn. Chúng mày ở đâu? Chúng mày đang ở đâu? Đây rồi, thằng đầu tiên, một thằng. Một thằng anh em ơi. Ôi, ôi, ôi. Úi dồi ôi anh ơi, úi dồi anh ơi. Úi dồi anh ơi. Anh em tin tưởng vào mình. Đấy, mình bảo rồi. Anh em thấy chưa? Mình lật kèo cho anh em xem. Trời ơi, 16 điểm, lại bảo không đứng đầu đi. Lại bảo không là người chiến thắng đi anh em ơi. Trời ơi. Uầy, phong độ chỉ là nhất thời. Đẳng cấp nó mà mãi mãi anh em ơi. Thôi thì cảm ơn tất cả mọi người theo dõi đây nhá. Bye bye anh em, mình sẽ cố gắng lấy lại ạc trong thời gian sớm nhất nhá.